Thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Sử ký nhì chương 32. Sau khi đã ổn định dân sự trong nước và việc ưu tiên của quốc gia, thì vua Ezechia đối diện với giặc ngoại xâm Assyri. Vẫn một lòng tin cậy nơi Chúa và cậy ơn Chúa ban cho mà yên lòng dân sự để chống giặc. Vua Ezechia để kêu cầu Chúa và được Ngài giải cứu khỏi cường quyền Assyri. Sau các ngày lễ trọng thể, thì quân Sanherib loáng toàn hãm đánh Jerusalem. Ezechia hội nghị với các quan trưởng và những người mạch dạn để bàn cách chống giặc. Dân sự cũng đồng lòng giúp người. Vua chọn các khe chảy và suối lại, xây lại vách thành bị lũng, làm vững chắc thành David, chế nhiều cây lao và khiên, nhóm hiệp quan tướng và dân sự lại chung quanh mình mà làm họ vững lòng rằng chúng ta có đấng thắng hơn kẻ ở với họ. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự thay cho chúng ta. Dân sự bèn nương cậy lời của vua. Vua Sanherib không thể tấn công vào thành Jerusalem nên dùng lời nói làm nản lòng dân sự, hòng cho họ nghịch lại Ezechia mà rằng vua Ezechia đã dụ họ thờ một thần mà không thể giải cứu họ khỏi tay của Assyri. Bây giờ chịu nhốt mình trong thành để chịu chết đói. Các đầy tớ của Sanherib lại tiếp tục dùng lời nói và viết thơ để sỉ nhục Ezechia cùng Đức Chúa Trời của Israel rằng thần của Israel cũng chịu thua họ giống như thần của các dân tộc khác đã thua họ thôi. Chúng nghĩ rằng các thần thế gian đều là công việc tay người ta làm ra, và chúng dùng tiếng Giuđa để nói nhằm làm dân thành sợ hoảng mà hãm lấy thành. Sau khi nghe các lời ấy, vua Ezechia và tiên tri Esai cầu nguyện và kêu la thấu đến trời về những điều họ đã nhạo báng danh Ngài. Đức Giê-hô-va bèn sai một thiên sứ diệt những người mạch dạn và các quan trưởng, quan tướng của vua Assyri. Chúng xấu hổ mà trở về xứ mình. Khi chúng vào trong miễu thần mình thì lấy gươm giết kẻ mình đã sinh ra. Như vậy, Đức Giê-hô-va đã giải cứu vua Ezechia và dân Israel. Người ta nghe đến việc này đều đem lễ vật đến dâng cho Chúa và đem của báu cho vua Ezechia. Danh tiếng người được tôn cao trước mặt các nước. Sau đó, vua Ezechia bị đau hồng chết, nhưng người cầu nguyện cùng Chúa và Ngài ban cho người một dấu lạ. Nhưng vua Ezechia lại quên ơn Chúa mà trở lòng kiêu ngạo. Chúa nổi thạch nộ lên cùng người, nên người và cả Giuđa đều hạ mình ăn năn. Do đó, trong đời vua Ezechia, cơn thạch nộ của Chúa không giáng trên họ. Vua Ezechia được Chúa ban cho rất thịnh vượng, giàu có về của cải vật chất. Vua có nhiều vựa lẫm, người cũng xây được kênh đào dẫn nước từ Gihon chảy ngầm dưới đất qua phía tây của thành David. Công việc của vua Ezechia được lan ra khắp nơi. Sứ giả Babylon đến thăm sứ. Đức Giê-hô-va lì khỏi người để thử người và giúp cho người biết mọi điều trong lòng mình. Người thật có lòng kiêu ngạo và khoe khoang về điều mình có. Các công việc khác của vua Ezechia đều chép trong sách của Esai và sách của các vua Giuđa và Israel. Vua Ezechia an giấc cùng tổ phụ. Người được chôn trong lăng tẩm các vua trong thành David. Manasse, con người lên kế vị. Đối diện với kẻ thù lớn mạnh thì dễ dàng để lòng nương nhờ nơi Chúa mà đối phó. Nhưng kẻ thù trong lòng là chính bản thân mình lại khó nhận ra để nhờ Chúa mà hạ bệ. Vua Ezechia có đức tin nơi Chúa khi đối diện với kẻ thù mạnh và hết lòng nhờ cậy Ngài. Nhưng về cá nhân mình, dường như vẫn còn những vách ngăn để cho riêng mình. Sự giàu sang và danh tiếng đã dễ dàng khiến vua Ezechia lên mình kiêu ngạo và khoe khoang về những điều mà Chúa đã ban cho. Đó cũng là mầm mống cho những sự nguy hiểm sau này, dù vua chưa nhận những hậu quả trong đời mình bởi vì lòng thương xót của Chúa. Câu hỏi suy ngẫm: thật sâu trong tấm lòng bạn, điều nào là nguyên nhân khiến bạn dễ dàng phạm tội với Chúa nhất? Điều gì khiến bạn cảm thấy mình đáng được khen ngợi, tôn trọng và trở nên có giá trị hơn là Chúa ở trong bạn?
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa của con, Đấng biết rõ tâm tư và mọi ngóc ngách trong tư tưởng lẫn tấm lòng của con. Xin Cha xét con và giúp con biết chính tấm lòng của mình. Xin dạy dỗ con và dắt con vào đường đời đời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.